cơm khó quá đi. Tâm Tâm, thời gian trưa là thời gian nghỉ ngơi, vốn dĩ là muốn tìm bạn tốt của tôi lệnh Tâm Tâm đi ăn cơm với tôi, nhưng không biết là bây giờ cô ấy không tiện. Nè nè, Thanh Tổng. Lệnh Tâm Tâm, cô phải ăn thêm chút thịt, ăn thêm huyết dịch nữa, ăn thêm rau nữa, rồi ăn thêm thịt. Thực sự không cần đâu. Chị không nói chuyện tôi thấy không được quen. Ý nói tôi lắm lời sao? Tôi biết bức tranh đó là do chị vẽ. Cậu không thích nó sao? Không phải. Vậy tại sao cậu bỏ tranh đi? Không phải không thích tranh của chị, mà là vì người vẽ tranh là chị. Chỉ bởi vì tôi cho nên mới phủ định. Đúng. Tại sao chứ? Vì công bằng thôi. Cô Đoản à, xin chào. Tôi là trợ lý của Thanh Tổng, tôi tiễn cô ra ngoài nha. Cảm ơn. Nghe nói chuyên môn của cô là vẽ tranh. Đúng, vẽ mười mấy năm rồi. Cô lợi hại ghê, không biết cô tốt nghiệp trường nào vậy? Học viện mỹ thuật trung ương. Lợi hại quá. À đúng rồi, cô có thể cho tôi xem bức tranh có được không vậy? Ôi tuyệt quá, không hổ là người có chuyên môn. Cô chính là lệnh Tầm Tầm đúng không? Sao cô biết vậy? Tới công trường. Giá cả tham khảo và lợi nhuận thực tế đều quan trọng như nhau, cho nên ghi chép số liệu tốt và tổng kết hậu kỳ có ý nghĩa rất quan trọng. Lệnh Tâm Tâm, ngồi xuống đi. Chị ngồi xuống họp giống như mọi người đi. Hôm nay tôi chính thức tuyên bố Tân Dụ Mỹ Linh chúng ta nghiên cứu thành công Makeup Line. Sản phẩm mới cũng sắp sửa cùng ra mắt với anh Thụ. Nhưng mà tôi thấy cái tên Tân Dụ Mỹ Linh của chúng ta quá xưa. Nếu như ra mắt sản phẩm mới, định vị thị trường và khí chất của nó không giống nhau, tôi nghĩ là chúng ta cần có một cái tên mới. Mọi người nghĩ sao? Cái gì? Chuyện này phải giữ bí mật đó. Thành Tổng, cậu làm như vậy là dựa vào độ hot của anh Thụ. Cậu làm như vậy là có lỗi với anh dứt dạng rồi đó. Hai người có quan hệ gì chứ? Mời chị đứng về đúng chỗ. Chị là người của công ty. Chúng tôi là bạn tốt của nhau. Hơn nữa dự án này là tôi tìm quyền nhất giảng, cho nên tôi phải xứng đáng với sự tín nhiệm của anh ấy. Từ khi bắt đầu tôi đã có kế hoạch rồi. Cho nên từ sau khi cậu lấy được quyền đại lý của anh Thụ, cậu luôn có mặt ở công xưởng. Vốn tưởng cậu là người không chịu trách nhiệm, sau đó tôi phát hiện mục tiêu của cậu không phải là anh Thụ mà là thương hiệu của cậu. Bởi vì cậu biết anh Thụ trong mặt hàng chăm sóc da cao cấp đã có danh tiếng nhất định, còn thương hiệu của cậu chủ yếu là thương hiệu của Trung Quốc. Cậu biết rõ thương hiệu của mình khó mà nổi tiếng, cho nên cậu mới lợi dụng làm marketing đúng không? Đúng, chị chưa tới nỗi ngốc. Cho nên cậu lợi dụng lấy quyền quảng cáo của anh Thụ, căn bản không muốn làm ăn đàng hoàng với thương hiệu này. Cậu chỉ muốn người khác điểm lót cho cậu. Sao vậy? Chị tính nói cho bạn trai tin đồn của chị biết sao? Tôi vốn tưởng cậu là một thương nhân rất thành công, là một ông chủ tốt. Cậu làm tôi quá thất vọng. Tôi đã từng nói tôi nhận đơn từ chức của chị bất cứ lúc nào. Thank you.
Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có thể nói ra không? Không được. Liên quan tới nghiệp vụ công ty, mình không thể nào nói gì hết. Chỉ có thể ôm bực mình thôi. Được lắm đó Tầm Tầm, cuối cùng đã chín chắn rồi. Biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói hả? À, mình hỏi cậu nè. Nếu như mà thủ đoạn làm ăn của mình có ảnh hưởng tới lợi ích của bạn cậu, cậu sẽ làm sao hả? Vừa nói cậu chín chắn xong, cậu vẫn không giấu được. Thật ra theo mình thấy, bất kể là Huệ Nhất Giản hay là Thành Lệ, IQ của họ đều cao hơn cậu hết đó. Cho nên mấy chuyện cậu lo lắng đối với bọn họ thì chẳng là gì hết đâu. Mình chưa nói gì mà. Rõ ràng tới vậy sao? Đúng là rõ ràng mà. Phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ, cẩn thận đó. Nè, trời, phòng tốt, chặn lại đi. Để đi, nè, chuyện đi trời. Cẩn thận, bên này. Ê, trời ơi. Nè, mau chặn lại đây, bên đây. Đừng giữ quá lâu, nè, chuyện đi. Mau lên, bên đây. Chặn anh ta. Sao vậy? Nè, ở đây. Hôm nay uống phải thuốc nổ sao? Tình đó. Nè, sao không? Sao rồi? Sao vậy? Có sao vậy đi? Hả? Được rồi, hôm nay không đánh nữa. Mọi người về đi. Được rồi, đi về đi. Hôm nay anh bị làm sao vậy? Chơi bóng đâu phải liều mạng. Phía công xưởng không phải thuận lợi sao? Không có. Lên Tầm Tầm đâu? Kêu chị đi mua nước giùm chúng ta. Không tới. Chị này không có trách nhiệm gì hết. Sao đi? Không tốt bằng tôi hả? Còn thua anh, thua anh. Chị ấy chọc giận anh sao? Trên phương diện công việc phụ nữ quá mẫn cảm đi. Họ luôn có tình cảm riêng và nhận thức riêng. Nhưng mà cũng có chỗ tôi không thể thay thế được. Được, 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 được. Khi nào thì đi? Đang chờ thông báo, cần thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Hơn nữa hai người sẽ nhanh làm lành thôi. Nghĩ xong rồi hả? Ừ. Đây là cách giải quyết tốt nhất cho hai công ty mà tôi có thể nghĩ ra được. Trốn tránh chính là cách của chị. Lệnh Tầm Tầm, chị trốn tránh thành thói quen rồi hả? Hôn nhân gặp vấn đề, ly hôn đi trốn tránh. Công việc gặp vấn đề thì từ chức để trốn tránh. Hở một chút lại nói muốn đứng lên làm lại. Vì tâm trí của chị mà muốn tồn tại chốn công sở sao? Về công việc cậu nói tôi sao cũng được, dựa vào đâu cậu đánh giá cuộc sống riêng của tôi? Hơn nữa hôn nhân của tôi thế nào cậu hiểu được bao nhiêu chứ? Tôi có trốn tránh hay không không cần cậu nói lung tung được chứ? Được, lên Tầm Tầm, tôi tiếp nhận đơn từ chức của chị có thể đi. Cảm ơn Thành Tổng đã chiếu cố. Nè, chị không cần trao đổi với bạn trai tin đồn của chị rồi mới quyết định hay sao? Tuy là mấy chuyện thương trường tôi không hiểu được bao nhiêu, nhưng tôi vốn dĩ hiểu được đạo lý cơ bản. Vấn đề mang tính quyết sách này tôi sẽ không nói với Quệ Nhất Giản, mặc dù tôi có lỗi với anh ấy, nhưng tôi cũng không muốn làm hại cậu. Ấu trĩ. Tầm Tầm, chị đi thật sao? Chị cũng biết tánh của sếp rồi đó, anh ấy trước giờ là vậy mà. Nè, chị coi chuyện cái khẩu trang lần đó, chẳng phải anh ấy nhanh chóng làm lành với chị sao? Đừng đi mà, đừng đi mà. Tiểu Tĩnh, cảm ơn cô nhiều nha. Sau này thường xuyên liên lạc nha. Chị đi thật sao? Mai, tôi từ chức rồi. Hẹn gặp lại nha. Trợ lý Dương, tôi từ chức rồi. Có lẽ sẽ mang lại bất nhiều bất tiện cho Thành Tổng. Hay là cậu ráng chịu vất vả thêm một chút nha. Cảm ơn.
Thành tổng, nghe nói Lệnh Tầm Tầm từ trước rồi, hình như cãi nhau một trận không vui với Thành Lệ đó. Sắp xếp công việc cho Lệnh Tầm Tầm đi, làm kín đáo một chút, mức lương cũng chú ý cao một chút. Dạ. Chú Toàn. Xin chào. Xin chào. Tôi ở quán Bà Mò. Dạ, bên này. Nào, ngồi dậy đi. Nào. Quệ nhất dạ. Sao em lại uống nhiều vậy? Tửu lượng không phải rất tốt sao? Rượu không làm sai người, người tự mình sai thôi. Tại sao vậy? Vì anh đó. Em muốn gọi điện thoại cho bạn của em đến đây đón em về. Không cần, không cần. Dạ, đưa em về. Từ từ, từ từ, từ từ. Nào. Sao anh để cậu ấy uống nhiều vậy? Tôi cũng không biết là tại sao. Một mình cô ấy là ở quán bar uống say như vậy. Người ta gọi điện kêu tôi tới đón cô ấy. Kêu anh đi đón. Sao cậu ấy không gọi cho tôi? Tôi cũng không biết. Chăm sóc cho cô ấy nha. Tôi đi đây. Ê, nè, đợi đã. Nè. Đi nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Đừng giả bộ nữa. Có chuyện gì hả? Nói đi. Chẳng có gì xảy ra hết. Dụ dỗ không thành hả? Trời ơi, không thành. Thực ra là xem chút nữa anh ấy hôn mình rồi, nhưng mà không biết tại sao lại nhịn được. Quá, wow, trời ơi. Hả, Quệ Nhất giảng giỏi thật đó. Cậu đã chủ động như vậy mà còn giữ được bình tĩnh. Mình muốn kiểm tra tình cảm của anh ấy với mình. Kết quả Thành tự mình thử mình. Lệnh Tâm Tâm, cậu không phải là gián điệp của anh ấy phái tới chứ? Hai người các cậu nhiều năm như vậy đủ mệt rồi đó. Mình cảm thấy mình muốn lật bài. Mình không nhịn nổi nữa. Ông chủ Lý, có người mua tranh của tôi. Xin hỏi là ai vậy? Có thể cho tôi biết không? À, cô đưa số tài khoản cho tôi gửi tiền cho cô. Nhưng bên mua yêu cầu giữ bí mật. Ông chủ Lý. À, cô Doãn. Bức tranh này là cô mua sao? Tranh của cô không gọi là họa tác được đâu. Một họa sĩ chuyên nghiệp như tôi sao lại sưu tầm làm gì chứ? Vậy sao cô còn mua tranh của tôi? Trong số mười mấy họa sĩ trẻ, tôi đã chọn tác phẩm của cô. Tôi thấy kỹ thuật và phong cách vẽ của cô rất phù hợp với yêu cầu của tôi. Cảm ơn. Nhưng mục đích cuối cùng của tôi là thiết kế bao bì. Chỗ của tôi có một tác phẩm tôi rất là chú ý. Tác giả hiểu rõ yêu cầu về sản phẩm của chúng tôi, nhưng mà chị ấy không phải là họa sĩ chuyên nghiệp, về phương thức thể hiện vẫn còn chút non nớt. Tôi mong cô có thể lấy xem để làm tham khảo. Đây là bản in. Cô tới phòng tranh để lấy bản gốc. Ngoài ra, tôi sẽ mời một nhà thiết kế bao bì thương mại chuyên nghiệp để giúp cô.
Vậy nên tranh đặt thành lễ mua. Chị cũng tự đoán ra rồi, tôi không có nói. Sao lại hẹn tới nhà, không hẹn ở quán cà phê? Ở địa bàn của em sẽ cảm thấy an toàn hơn. Cảm giác an toàn? Đường đường là Chu Toàn còn cần cảm giác an toàn sao? Em có chuyện muốn nói với anh đi, nên là em rất sợ. Nên là ban ngày đã uống rượu à? Để lấy gan mà. Không cần phải lấy gan đâu, anh nói thẳng với em luôn, anh thích em. Sao anh chẳng theo kịch bản gì hết? Sao em nói tiếp được đây? Em là luật sư, em có cả vạn lời để đối đáp với anh mà. Vậy thì tối hôm qua sao anh lại đưa em về nhà hả? Anh hỏi em, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Mười mấy năm. Em từng có bao nhiêu bạn trai hả? Là sao? Anh lại bắt đầu khiển trách em à? Trả lời anh đi. Không nhớ nữa. Vậy anh hỏi em, em có từng nghĩ sẽ hẹn hò với anh không? Chưa từng. Tại sao vậy? Vì em sợ. Em sợ sẽ mất anh. Em không hề có lòng tin với chính mình. Anh cũng sợ như vậy, cho nên anh không dám hôn em. Anh sợ chúng ta mà bắt đầu mối quan hệ này, anh sẽ hủy hoại nó. Sau đó cuối cùng chúng ta sẽ thành người xa lạ. Nên là em tiến về phía trước một bước, còn anh thì lùi về sau một bước. Đúng. Nói thật là bây giờ anh đã bắt đầu hối hận rồi. Từ lúc anh vừa nói thích em, anh đã bắt đầu thấy hối hận rồi đó. Anh... Về mặt tình cảm thì rất giống nhau. Chúng ta đến với nhau đều không có lòng tin. Đây chắc chắn là lần duy nhất em cho anh cơ hội trong cuộc đời của mình. Chính anh đã từ bỏ nó. Nên từ hôm nay trở đi, chúng ta hứa với nhau, cả đời này sẽ chỉ làm bạn thân của nhau thôi. Cả đời làm bạn bè. Cả đời làm bạn bè. Chúng tôi nhìn thấy hồ sơ của cô đăng trên web tuyển dụng. Suốt 7 năm cô không đi làm ở đâu sao? Dạ. Vẫn luôn làm nội trợ gia đình sao? Dạ. Vậy có lẽ đối với những người thuộc giới nội trợ, chắc là cô cũng giao thiệp nhiều đúng không? Tôi cũng quen biết rất nhiều người. Chúng tôi hiện đang làm một phần mềm dịch vụ mạng xã hội nhắm vào vấn đề dạy con và dưỡng lão. Trong đó có một dự án, đó là cổ vũ các bà nội trợ ở nhà lập nghiệp. Người thấy mùi thơm của cháo nên mới dậy hả? Tôi ngủ bao lâu rồi? Chắc khoảng hơn 2 tiếng. Chu Toàn đúng là hai người, tốn hết cả ngày của tôi rồi. Vậy thì anh cứ ăn uống cho no, nghỉ ngơi cho đã đi. Tôi nghe nói cô từ chức rồi. Chu Toàn nói là gì tôi? Sao vậy hả? Đây là bí mật thương nghiệp, tôi không thể nói. Bí mật thương nghiệp. Alo, Thành Lễ. Rõ ràng là cậu... Cậu biết Lệnh Tâm Tâm là bạn của tôi. Cậu còn đuổi cô ấy. Lấy gì đây? Bạn gái tình đồn của anh một lòng hướng về anh. Có một càng cũng chẳng đổi. Đừng có nói mà. Chị ấy đang ở bên cạnh anh phải không? Phải. Vậy anh chuyển lời tới chị ấy. Tôi ủy quyền cho chị ấy nói hết mọi chuyện cho anh nghe. Chị ấy quan tâm anh như vậy thì phải cho anh biết chứ. Trời ơi, anh còn cười nữa. Anh có biết chuyện này gây áp lực cho tôi cỡ nào không hả? Tôi cứ tưởng có thể là vì tôi
Anh mới chịu cho họ quyền làm đại diện của anh Thụ. Không ngờ Thành Lệ coi đó làm cái cớ muốn làm thương hiệu riêng của mình. Tôi muốn nói với anh nhưng mà tôi với công ty ký thỏa thuận nên tôi không được nói gì hết. Tôi phải kiềm nén trong lòng. Cảm giác đó thực sự là khó chịu. Thật lòng tôi không muốn giấu anh đâu. Đứng ở góc độ của cô thì sự lo lắng và kiên trì của cô đều không sai. Nhưng mà đứng ở góc độ công việc thì tôi thấy người ở tầng lớp như cô sẽ không hiểu được đâu. Nếu như tới cô mà cũng hiểu thì thứ cô nên nhận là tiền của Thành Lệ chứ không phải là mức lương hiện tại. Không phải, vậy Thành Lệ làm như vậy anh cũng không giận sao? Tôi phải giận cái gì đây? Ngay từ lúc đầu, công ty của Thành Lệ đã nằm ở trong phạm vi suy xét của chúng tôi rồi. Đối với chúng tôi mà nói thì chúng tôi đang cần một công ty có mô hình phân tách sản phẩm giảm giá thành nhân lực. Còn về Tân Vũ Mỹ Linh của họ đúng lúc phù hợp giống như yêu cầu. Lại đúng lúc giám đốc Lâm đã bị đuổi, đổi thành cô. Đúng lúc cô lại là bạn của Chu Toàn. Vậy nên thuận nước đẩy thuyền thành ra như bây giờ thôi. Hay nói cách khác, trước đó cho dù có là Tưởng Tầm Tầm, Trần Tầm Tầm, Trương Tầm Tầm gì đó thì đối với tôi cũng như nhau thôi. Nghe anh nói như vậy Tôi thấy tổn thương quá đi. Nhưng mà Thành Lệ muốn đem thương hiệu của cậu ấy với cô mấy anh gộp lại với nhau để quảng bá. Chuyện này anh cũng biết sao? Biết chứ. Thành Lệ có nói với tôi. Chỉ là lúc nói thì cậu ấy cũng không chắc, cũng không biết nên làm sao mới tốt. Rốt cuộc có ké được độ hot của chúng tôi hay không, có mượn được sức hay không thì cũng rất khó nói. Cho nên tôi cứ giữ thái độ thoải mái không quan tâm. Nói vậy nghĩa là hóa ra từ trước tới bây giờ tôi lo chuyện Bao Đồng hết sao? Tôi lo bò trắng răng. Nhắm mắt cũng không tưởng tượng ra vẻ mặt hiện giờ của cậu ta. Chắc chắn cậu ta cố tình không nói rõ. Cậu ta đang muốn xem trò cười của tôi thôi. Đúng là quá đáng. Tôi thấy cô nên cảm ơn cậu ấy mới đúng đó. Cậu ấy đang dạy cô. Cậu ta dạy tôi, một đứa trẻ mà lại muốn dạy ai chứ? Nếu xét về mặt kinh doanh hả? Nếu cậu ấy tốt nghiệp đại học thì chắc cô còn đang ở nhà trẻ. Tôi mà tệ vậy sao? Tôi mà là cô thì sẽ lập tức quỳ xuống cảm ơn cậu ấy. Cậu ấy đi một vòng lớn như vậy chỉ để cho cô nhớ cho kỹ bài học thôi. Được rồi, tôi đi đây. Hả? Hai người ổn rồi hả? Ổn rồi. Nhưng không phải như cô nghĩ đâu chị hai. Tôi đi nha. Để tôi tiễn anh. Bye bye. Tạm biệt. Alo. Xin chào, cho hỏi có phải cô là Tầm Tầm không? Dạ, là tôi đây. Tôi là tổng giám đốc Chu, hôm nay phỏng vấn cô. Tôi chính thức thông báo cô đã được tuyển rồi. Chúc mừng cô. Nhanh vậy sao? Cô không muốn làm sao? Vậy tiền lương mà tôi yêu cầu bên anh cũng đồng ý sao? Đúng vậy. Nếu như cô đồng ý thì tuần sau chính thức đi làm. Alo, xin chào, trợ lý Dương. Thành Lệ có nhà không? Nếu cậu ấy không có nhà thì tôi tới dọn đồ. Bạn tôi tìm có việc gấp, tôi đi trước đây. Vậy ai chơi với tôi đi? Thì về nhà sớm đi. Vậy tôi kêu Mai đi uống rượu với tôi đó. Tốt nhất là về nhà sớm đi.
Ra đây đi. Xin lỗi nha, tôi tới đi dọn đồ. Vậy thì dọn cho kỹ đó, tự dọn cho sạch, đừng có lấy việc dọn đồ làm cớ quay lại. Cậu đã không thích bức tranh này thì sao lại mua về chứ? Tôi không nói là tôi không thích, tôi chỉ cảm thấy trong số họa sĩ hợp tác mà tôi vẫn chọn còn thiếu một chút gì đó. Cách nói sao nghe mâu thuẫn quá. Bức tranh mà chị vẽ là đã xem nhiều tài liệu nội bộ, biết được nhu cầu của tôi, hiểu được sở thích của tôi. Cái này người ta gọi là gian lận. Nhưng những đối thủ cạnh tranh với chị, kỹ năng và tài hoa của bất cứ một người nào đó cũng giỏi hơn chị. Chị có thừa nhận không? Ừ, tôi thừa nhận. Cơ Đoạn có kỹ năng vẽ tranh hơn 10 năm, lại còn tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Trung ương. Chị còn nhớ sự cấp thiết trong lần đầu chị tới xin việc hay không? Vì cơ hội đó mà dốc hết sức mình. Ừ. Có rất nhiều người có tài hoa hơn nữa, họ còn cố gắng hơn chị, đều đang chờ một cơ hội. Còn chị, dựa cho đâu mà dùng sở thích phụ của mình để khiêu khích bản lĩnh kiếm ăn của người khác. Thì tôi không muốn thừa nhận, nhưng sự sắc bén và thẳng thắn của Thành Lệ khiến tôi không có nơi nào để trốn. Hồi trước gặp phải vấn đề, tôi luôn tìm điểm sai của người khác, không tìm được thì sẽ phủ định, sau đó chọn cách trốn tránh. Bây giờ thì tôi đã từ từ hiểu ra được thế nào gọi là tính cách quyết định vận mệnh rồi. Cho tôi thêm một cơ hội nữa có được không? Nếu dễ dàng có được như vậy thì có còn gọi là cơ hội không? Huống hồ gì, chị cũng không thiếu cơ hội. Vậy số tiền lương mà tôi muốn anh cũng đồng ý sao? Đúng vậy, nếu cô đồng ý thì tuần sau chính thức đi làm. Giám đốc Chu, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi, nhưng mà tôi cảm thấy có một việc khác thích hợp hơn với tôi rồi. Ý cô là muốn tăng lương lên có đúng không? Với sơ yếu lý lịch của cô, tôi nghĩ sẽ không có công việc nào tốt hơn đâu. Thật sự xin lỗi. Đúng là thoải mái ghê ha. Có giống hồi đi học không? Nè nè, Tầm Tầm, nhìn mình đi, nhìn đi. Quệ nhất giảng là đồ khốn. Mình, cậu thử đi. Thành Lệ, cậu Đồ khốn. Cái chữ đồ khốn này cậu phải nạp đủ năng lượng, thả lỏng khắp người. Nào, làm lại đi. Làm lại lần nữa. Đồ khốn. Mình giận yếu quá. Cậu nói coi, hai chúng ta, một đứa thất tình, một đứa thất nghiệp, thật ra cũng rất tốt. Tụi mình cứ sống cùng nhau, được không? Nhưng mà mình nói cậu nghe nè, thất tình là do bản thân mình gây ra. Cậu với Quệ Nhất Giảng đều quá nhát đi, cứ sợ này sợ nọ đủ thứ. Nè, nói không chừng anh ta đang hối hận khóc lóc đó. Mình cũng không biết là ai khóc nữa. Tóm lại cái người khóc lóc đó không phải mình. Ôi, lợi hại quá. Tất nhiên rồi. Nè, chị Nào. Cho mời. Mời. Cạn, xin mời. Đúng rồi. Hôm nay tự dưng mời anh em đi ăn, cố ý gì đây? Đâu có. Một vụ án bí ẩn nhiều năm đã kết thúc, trong lòng thấy thoải mái.
nên ăn mừng thôi. À, được, nào, vui lên, vui lên. Trời ơi. Gì vậy, gì vậy? Đây là hối hận phát khóc sao? Lệnh tầm tầm. Thiệt tình à? Cậu làm gì vậy? Không phải cậu nói là anh ấy sẽ khóc hay sao hả? Thôi trời cậu ơi, đừng có đúc giận lên mình chứ. Xin chào, tôi là Đổng Tiểu Tân. Tôi tốt nghiệp Đại học Quốc ngữ Bắc Kinh, thông thạo tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn và cả tiếng Nhật nữa. Sở thích của tôi là làm việc nhà. Tôi rất thích nấu ăn. Anh xem thử đi, đây là món do tôi nấu. Tôi còn biết đăng lên nè, học võ lên đến đây đây. Tôi cũng thích chơi game và từng thi các cuộc thi game show. Chúng ta về biệt thự đi. Xin chào mọi người. Chào. Xin chào. Chào. Chào buổi sáng. Chào. Chào buổi sáng. Lệnh tầm tầm, cà phê có chưa vậy? Đây. Nhanh lên đi. Tầm tầm à, máy in hết giấy rồi. Ờ, được. Nè, cái này được rồi. Ừ, được rồi. Lệnh tầm tầm, đặt nhà hàng ăn tối giúp tôi đi. Được, yên tâm đi, có liền. Dương Đống à, đội quản lý nhà cửa đi. Tới cả mùi nước khử trùng cũng không át được. Sếp à, đây là người thứ 6 trong tuần này rồi đó. Bạn của mình ở phòng luật sư, nó là cái gì cậu cũng biết, hiệu suất rất cao. Chắc là do Thanh Lệ ép quá đó. Sau khi qua được cửa ải cậu ấy thì công việc hiện tại của mình thấy vui vẻ, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thì có thể thấy được, còn vui vẻ thì đi đâu rồi hả? Có chuyện gì sao? Chắc là do mình mới tới đây làm việc, không có cảm giác gì hết. Nhưng mà tâm trạng thì khác. Lúc mình làm việc với Thanh Lệ thì ngày nào cũng phải cẩn thận dè dặt, lo lắng đủ thứ. Nhưng nếu tiến bộ được một chút thì cảm giác rất vui. Nhưng công việc hiện tại mình bây giờ tuy là thành thạo thoải mái, nhưng mình không có cảm giác như có cái roi đang quất mình. Cậu nói coi, có phải cậu thích bị ngược đãi không? Cũng không biết bây giờ Thanh Lệ ra sao rồi. Cậu ấy có nhiều thói quen sinh hoạt rất quái dị, chắc là khó tìm trợ lý lắm đây. Ý trời ơi, cậu đừng có lo cho người ta nữa. Cậu ta mà cũng thiếu người làm việc được hay sao chứ? Ừ.
Là anh Tâm Tâm. Là anh Tâm Tâm, chị lập tức quay về đây cho tôi. Ờ, vậy không được. Sao ta? Là anh Tâm Tâm à, chỗ của tôi có một chút việc, chị quay về một chuyến được không?要死了！要死！啊！太热，电视。啊！又爱心。回到现实。打不死。突然醒来。然后呢？现实没有。有你。快回去啊！有你啊！我给你继续游棒棒，可以继续游。明白羞耻。 谁呀？看一下有没有。这是上帝。喂。什么？喂。